Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi vui lắm. Tôi nhận được những lời khen từ cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một chị comment trả lời rằng là tôi cứ chờ tới 8 giờ tối để tôi nghe những cái câu chữ của luật sư. Tôi chờ update thông tin. Luật sư ơi, chị chia sẻ hay lắm. Thưa quý vị và các bạn, đó là một trong những nguồn động lực mà không gì tiền bạc có thể cân đong đo đếm được. Sau những bộn bề cơm áo gạo tiền thì tôi muốn rằng mình vẫn có thể giúp được cho một số những người có những cái điều kiện hạn chế về kiến thức pháp luật. Và từ đó tôi đã nhân rộng ra cái mô hình thông qua cái YouTube. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là cũng một năm kể từ ngày đầu tiên tôi post cái video đầu tiên là ngày 10 tháng 10. Tôi vẫn lấy cái ngày 10 tháng 10, đó là ngày luật sư Việt Nam, để post lên một cái video đầu tiên. Video đầu tiên của tôi mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Nó là cái cột mốc để cho tôi phát triển trong cái nghề cũng như kỹ năng ăn nói. Người ta nói luật sư là kỹ năng ăn nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi có thể nói lưu loát hơn, tôi có thể trình bày đơn giản, chuyển những cái thông điệp luật vốn khô khan đến quý vị và các bạn. Hôm nay thì để không mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì tôi có một cái câu hỏi của khách hàng gửi đến cho tôi và tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Một bạn gửi lời như thế này: chị cho em hỏi, có hai vợ chồng cùng đi vay nợ nhưng họ cố tình không trả nợ. Khi vay xong họ không trả, rồi mấy năm sau người chồng mất, vậy em có khởi kiện được không chị? Thưa quý vị và các bạn, trong video lần này tôi đặt tên là chồng mất, người bị đơn mất, có kiện đòi được không? Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong phần video tôi sẽ có hai cái nội dung cơ bản cho quý vị và các bạn. Đặt giả sử hai vợ chồng đi vay nợ mà họ có tổng cái số tiền là 100 triệu. Quý vị và các bạn ạ, tổng tài sản chung vợ chồng là 200 triệu. Cả hai vợ chồng đi vay nợ chị khách hàng của tôi. Và khi mà họ đi vay như vậy, họ đi vay là 80 triệu. Vậy khi người chồng chết thì 1/2 tài sản của người chồng sẽ được trả nợ cho vị khách hàng tôi. Thì cứ tính trên nguyên tắc là 100 triệu chia 2 là được 50 triệu. Và họ phải trả cho khách hàng tôi là 40 triệu. Như vậy, cái tổng số, các bạn nhé, cái tổng số tài sản được sau khi anh chồng chết thì được xem là di sản lớn hơn cái số nợ trong trường hợp này. Thì như vậy, cái người khách hàng của tôi họ đi khởi kiện. Tôi đưa ra một cái ví dụ khác. Hai vợ chồng có tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Thì trong trường hợp này, họ tài sản chung của họ là 1 tỷ đồng. Như vậy, người chồng là 500 triệu, người vợ là 500 triệu. Trong khi đó thì hai vợ chồng vay của một ngân hàng với mức là 200 triệu, sau đó vay một cái cá nhân nào đó với mức 100 triệu. Vậy như vậy, tổng cái tài sản của vợ chồng là 1 tỷ, trừ đi nợ chung trong thời kỳ hôn nhân là 300 triệu. Vậy thì chúng ta có những cái cách chia, tuy nhiên cách chia nào cũng giống nhau. Chúng ta lấy tổng tài sản của hai vợ chồng chia làm đôi, sau đó chúng ta sẽ trừ đi 1/2 tài sản của người chồng đã chết, hoặc là chúng ta lấy tổng tài sản của hai vợ chồng trừ đi số nợ của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, sau đó chúng ta sẽ chia đôi. Cách nào cũng được quý vị và các bạn.
Trong trường hợp này, nếu chị khách hàng của tôi xác định rằng khi ông chồng chết, di sản của ông chồng có thể, di sản còn lại có thể bán để trả số nợ, thì chị khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế. Còn nếu trong trường hợp, đây là trường hợp mà không có khả năng trả, tổng cái số di sản của người chồng để lại không đủ để trả nợ, thì thôi, bài toán thôi vậy. Tôi đưa ra một cái ví dụ như thế này: tổng cái tài sản của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, họ nợ cá nhân, cơ quan, tổ chức nợ tất tần tật tới 2 tỷ. Vậy khi người chồng chết, thì sau khi lấy tổng số di sản của người chồng trừ đi cái số nợ của 1/2 tài sản của người chồng, thì con số là âm. Vậy trong trường hợp này chúng ta không khởi kiện. Vậy nha chị khách hàng nha, thông qua cái video này tôi trở thành một cái video để cho quý vị và các bạn hiểu rằng nếu di sản lớn hơn số tài sản nợ thì chúng ta khởi kiện để yêu cầu các cái người hàng thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho người đã chết. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta thấy rằng tổng cái số di sản đó không đủ bù đắp lại cái phần nợ, thì chúng ta không nên kiện. Đó là một cái lời khuyên từ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi rất là vui khi hàng ngày gửi đến quý vị và các bạn từ những cái câu chuyện rất là đơn giản đến những cái câu chuyện tòa án phức tạp, cũng như đi lính tòa trong khi trà dư tửu hậu, có thể kể cho quý vị và các bạn nghe những câu chuyện của các vị đại gia, cũng có thể kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những người khốn cùng, những cái bà đi hốt phân bò mà phải nợ số tiền là 1 tỷ. Tôi sẽ san sẻ với quý vị và các bạn trong từng bước chân trong nghề nghiệp luật sư, trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để bất cứ một cái video nào các bạn sẽ thấy bóng dáng của luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin cảm ơn và chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Tôi xin trân trọng cảm ơn.